Cho con hỏi, sau khi con thấy một con vật bị hành hạ, đánh đập hoặc bị giết thịt mà con có thể cứu giúp được nó thì con có cứu giúp không thưa sư? Cái vấn đề đó là quý vị cần phải nhìn cái tâm của quý vị. Quý vị cứu nó bằng cái tâm gì? Nên duy trì cái tâm từ hoặc là tâm bi mẫn để mà quý vị cứu, hoặc là quý vị giúp, hoặc là quý vị can thiệp. Còn khi mà quý vị đang có cái tâm sân thì lời khuyên chân thành là không có nên can thiệp vào. Bởi vì khi quý vị can thiệp bằng tâm sân ấy thì lợi bất cập hại. Tức là quý vị chỉ đơn giản là quý vị cộng nghiệp chung với người ta thôi, chứ còn cái phước mà mình tạo á, nó không có bằng cái tội mà mình làm. Tức là mình can thiệp bằng cái tâm sân thì nó là điều không có nên. Thành ra là quý vị nên xem cái tâm của mình ấy, là chúng ta can thiệp bằng cái tâm gì. Phải dùng cái tâm bi hoặc là dùng cái tâm từ để mình can thiệp. Thứ nhất là mình coi lại cái tâm của mình. Cái thứ hai là mình coi lại cái cách của mình. Mình can thiệp bằng cách gì? Phải dùng cái trí tuệ để mình can thiệp một cách nó đúng đắn, một cách nó hợp lý, chứ không phải là mình giúp nó rồi làm nó tệ hơn. Ví dụ như mua những cái con chim phóng sanh ở trước cổng chùa đó, rồi mình thả cho đã, rồi người ta bắt lại, rồi người ta lại bán. Một ngày một cái mùa lễ, con chim thì nó bị bắt tới 3-4 lần cho đến khi mà nó đuối nó chết thì thôi. Thì cái đó là mình cứu giúp một cách là mình thiếu trí tuệ. Lại thêm một vấn đề nữa đó là quý vị nên cân nhắc nó là tài sản của ai. Tại vì đối với con vật ấy, thì có đôi khi nó thuộc về tài sản của chủ nhân đó. Ví dụ như một người mà đánh con chó đi, nhưng mà cái vấn đề là con chó nó thuộc sở hữu của người đó. Quý vị không thể nào quý vị lén, quý vị dắt con chó đi, quý vị thả nó đi, thì nó đều không nên. Mà mình ấy, mình có thể là quý vị mua, quý vị thương lượng, quý vị thuyết phục như thế nào đó, chỉ tránh cái trường hợp á, là mình lén á, mình mở cửa. Ví dụ như là quý vị thấy con chim mà người ta nuôi nó khổ quá, rồi quý vị lén quý vị mở lồng cho nó bay đi, điều không nên. Tại vì nó đang là tài sản của người khác. Sư nói một cái ví dụ để quý vị thấy. Giả sử như một vị nuôi mèo ở trong nhà đó, mà hôm nào đó con chó nó tè dầm, nó tè bậy, nó ị bậy, nó phóng uế tầm bậy, ví dụ ở trên cái sofa của quý vị đó, rồi quý vị bực quá quý vị đánh á. Thương thì có thương á, nhưng mà nó hư quá thì có khi là mình đánh á. Hoặc là con của quý vị đó nó hư, quý vị dạy nó, quý vị lôi nó ra bắt nằm sắp xuống rồi quý vị đánh á. Thì một người nào đó không có quen thấy quý vị đánh đập cái con chó, thấy quý vị đánh đập con của quý vị, rồi họ lén hôm nào đó nhắm quý vị đi vắng, bắt con chó đi, họ bắt con quý vị đi. Vì họ nghĩ ra khi mà họ bắt đi như vậy đó thì nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì quý vị nghĩ như thế nào ha? Thành ra cái gì cũng vậy, nó đang thuộc quyền sở hữu của người khác thì mình phải sống và làm việc theo pháp luật. Hoặc là mình mua lại rồi mình cứu nó, hoặc là mình thuyết phục chứ còn tránh cái trường hợp mà mình len lén rồi mình thả đi, len lén mình bắt đi thì nó là điều không có nên.